Mến chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh của Lalin. Cô bác ơi, ngày nay thì em Thánh là bắt đầu đi trồng ngô rồi các bác ạ. Như các bác cũng đã biết ý, thì hôm trước là các bác thợ là đã xây xong hết cái phần tường rồi, thì bây giờ đang chờ cát chát. Hôm đó là chúng em chưa có gọi được cát chát vì hôm đấy là bãi cát người ta là tạm ngừng nghỉ. Thì ngày hôm qua là bãi cát người ta lại mở lại rồi, thì chiều ngày hôm qua là xe cát là cũng đã lên đến phía bên kia đường rồi đấy ạ. Ngày hôm nay thì em Thánh là tranh thủ đi trồng ngô kìa. Xin mời các bác là đi cùng chúng em lên trên nương nhà em Thánh ạ. Hôm trước là Thánh phun thuốc trừ cỏ là nay là cỏ nó đã héo hết rồi này. Thánh à, trồng cũng sắp xong rồi. Chào Thánh nhá. À, xem Thánh là trồng cái gì đây. Đây là giống ngô LVN885. Này Thánh còn có cả này là thuốc chống chim à. À thuốc chống chuột chứ, không chuột. Thuốc kiến. Này cũng thuốc. Thế phải trồng là phải pha vào. Không thì lúc mà con chuột là nó ăn hết. Còn đây là phân. Thiên Thánh là vừa trồng là vừa bỏ phân luôn các bác ạ. Đây Thánh à. Cũng thuốc vào đây cô bác. Thế bây giờ là bỏ hạt trước à, xong đó thì mới bỏ phân này hay kiểu gì? À, mình vợ công thôi. Hả? Vợ công thôi. Không, không hiểu ý chị à, bây giờ là bỏ như nào? Bỏ cùng á? Em làm mẫu cho chị xem nào. Sao như này xong à? Thế nào? À rồi chị hiểu rồi. Là bỏ phân trước. Sau đó thì mới bỏ hạt ngô, hai hạt. Này. Ôi nhầm rồi, thôi không sao. Vậy bây giờ là phải đi bỏ phân trước. Mấy cái hồ mấy cuốc này chưa bỏ gì à Thánh? Cuốc này á? Này. Chưa cho cái gì đúng không? Chưa cho cái gì đâu. À. Chị đâu rồi? Đi học này à? À. Thế hôm qua là em với chị chồng à? Em qua anh chị chồng. À. Bây giờ là em Thánh là sẽ cuốc hố. Anh có là giúp em Thánh là bỏ phân. Cái quế của em Thánh là bắt đầu lớn rồi đây. Này thì trên chúng em là không có rét mấy rồi các bác. Nhưng hôm trước là rét run cầm cập.
hôm nay thì làm cái gì? Mẹ. Hôm qua hôm kia ý. Hôm qua đi trồng ngọt đây hôm kia thì lật đất nhà rồi dọn. Ngày vậy kia. Em xả đất vào trong nền nhà. Đòi chơi kia xóa đi. Xong chưa? Xong rồi. Xong rồi á? Vậy tí về kiểm tra nhá. Do là hôm trước là chưa có cá chát nhỉ, các bác thợ là xây tường xong thì các bác là trước đó là có nhận thêm công trình ở ngoài ấy, nên bây giờ là các bác nói cho các bác là xin nghỉ vài hôm để sang công trình bên kia. Và vài hôm nữa thì lại quay lại lại thì anh em thánh trì. Khi mà có cá chát lên công trình ấy, thì các bác lại quay trở lại chát. Chị Dung ơi, trồng ngô đi. Trồng ngô đi chị ơi. Hả? Chị có trồng ngô không? Lên đây. Chị trồng xong chưa hả? À tưởng xong rồi thì lên đây trồng ngô Thánh. Suýt thì chị bắt được cái chị gái này giúp em trồng ngô rồi. Thánh có biết cái chị này không? Cái chị này á? Chị của em Tranh của Thánh không ạ? Thế có thích cái chị này không? Em chả biết được. Đất này của em tốt đấy nhỉ Thánh nhờ. Lúc mà mình trồng ngô ấy, mình bỏ phân luôn như này thì mai kia là ngô là nó mọc cái lá tầm 1-2 lá như này thì mình sẽ không phải bỏ nữa, thì lúc đấy là nếu như lúc đấy mà mình mới bỏ phân ấy thì trời mưa có thể là phân nó sẽ trôi đi. Nhưng mình bỏ trước như này thì không sợ phân nó trôi đi. Chỗ này có chưa nhỉ anh Thành à? Ui. Có trồng ngô đã cháy rồi á. Mờ không có ngô trồng. À đấy, nhắc đến mờ cũng bảo là hôm nào là lên giúp mà Thánh một buổi đấy, mà anh chị đi thì lại không tiện đường rẽ vào đấy nên là chẳng đón được mờ lên đây. Cái không cùng đường. Không. Anh họ thôi. Mờ là trồng ngô chưa hả các bác ạ? Anh nọ là kéo nước xong mờ cũng hỏi ấy. Anh họ mờ nó trồng ngô. Cá trồng ngô không ấy. Tại ở trên này thì cũng xa nữa, mờ thì không có xe nữa, nếu mà đi thì chúng em sẽ phải lại phải vào đón. Nhiều bác là sợ bị bắt lại các bác ạ. Các bác là chở quá tải. Họ bỏ là tại sao không bỏ họ trong bỏ công á, anh đang nợ ít quá, anh chỉ cho nó bé hơn to thì phải chả có công nó trồng sao ấy. Chị hiểu rồi, ý là mọi người hỏi em là sao trồng ngô mà lại không đi đổi công mà lại một mình trồng à, hay khác trồng cái gì? Nương bé quá thì không bó cái gì. Nương bé không bó ấy. Phải nương to, nương rộng thì mới cần nhiều người nhỉ. Chứ còn cái nương bé này thì Thánh à một mình là cũng xong.
Đây là cá chát của Thánh đây ạ. Thánh đã đậy rất là kỹ rồi. Ô Thánh ơi, về đây chị bảo. Em đổ đất vào là như này á. Anh tự bảo là đầu như này. Cảm ơn này. Đây trong phòng như này là được rồi này. Chỗ này trong phòng này cũng được rồi. Đây cái này là em phải đổ thêm nữa đây này Thánh này. Này cái này chắc vẫn phải đổ thêm để ngang với cái này này Thánh này. Đổ vào cái tiền này đưa ra nhà. Đây ngang vào với lại cái này này. Đấy. Chị xem bếp xem. Này bếp cũng vậy bây giờ nhá, chị bảo nhá. Em bây giờ em cứ trồng ngô đi cho nó kịp thời vụ đi. Xong là em nhặt hết những cái này ra này, nhặt hết mấy cái gạch vỡ này ra xong là cào cái này, cào san cái này cũng bằng cả cái này nhá. Vậy. Cũng phải san bằng hết ra, cào hết cái đất này ra nhé Thành nhá. Cào cho nó lấp hết mấy chỗ này. Xong cả bên ngoài này em thấy này. Rồi những cái này thì em cũng san nó bằng ra Thành ạ, còn nhiều việc lắm Thành ấy. San bằng ra xong mà còn kiếm chỗ nào sạch sạch để đổ cát chát. Cát chát thì chắc là để đổ đây đi. Đây, Thánh ạ. Để đây được. Đây, đổ đây. Này còn đổ đất lấp ở chỗ này nữa này Thánh này. Thế này. Cả cái chỗ lõm này cũng lấp một tí. Đây nó lấp một tí chứ. Đây nó lại sâu hơn tí này. Nó sâu hơn tí thì lấp một tí. Chỗ này là cũng hạ thấp một tí này, hạ thấp xuống một tí. Này sân là phải hạ xuống đấy Thánh ạ. Này, đổ cá chát ở chỗ này này. Này đổ cái chỗ này thì mai kia là máy trộn nó mới dễ. Thì đỡ phải đùn đi đùn lại nhiều. Cái đống gạch vỡ này thì em lại xếp gọn vào một chỗ. Đấy. Đến cái bên này gọi đem cho nó được. Nè, hạ thấp xuống rồi này, đây hạ đất cho lấy đất là lấp vào cái chỗ lõm kia kìa. Vâng. Nhà tắm là hôm trước là các bác là cũng xây xong rồi đây. Hạ thấp xuống xong là chở cá chát lên. Cái bể phốt là xây chưa xong à? Bể phốt là chưa xong các bác ạ. Chưa xong. Bên kia còn gạch không? Bên kia còn mà. Không sợ thiếu bây giờ còn xây cái bếp lò nữa này. Với lại bể phốt nữa. Cô bác ơi, hôm trước là ngày 11 tháng 2 là có chị Đinh Thị Minh Nguyệt là có chuyển tiền hỗ trợ cho anh em Thánh Trì. Thì em có là cũng đã thông báo rồi, hiện tại là chị cũng chưa liên hệ với em ạ. Thì em có là cũng nhận được sự đóng góp ý kiến của các cô các bác nhá. Thì số tiền này bây giờ thì em sẽ trả lại cho em Thánh để mà cho em là mua cái gì thì mua cần thiết, mua cái gì thì mua, mua gạo mua đồ ăn nhá. Này chị gửi em nhá. Cảm ơn anh chị nhá. Cảm ơn chị Nguyệt. Cảm ơn chị Nguyệt nhá. Cất tiền đi nhá. Vâng. Đấy, bây giờ là cái nương ngô kia chắc là sáng mai em trồng nữa là xong nhỉ? Sáng mai trồng xong rồi. Chiều mai xong thì dọn cái gạch này đi. Này mấy cái này này, que này này thì cũng dọn đi xếp gọn mà để mai kia làm củi đốt. Chắc là cái xác kia đấy là cái cơ sở thì nó được không nhỉ? Chắc đấy để làm cửa sổ á? Không làm được, sắt cửa sổ là khác, em cứ yên tâm. Thế nhá, thôi bây giờ anh chị về đây mấy ngày nay là nghe thăm em Thánh một tí. Có bao giờ là có cá chát lên đây là các bác thợ lại ra chát nhá. Vâng. Ui dồi, chỗ này hẹp thế. Xem Thánh xả đất đằng sau này xem. Anh xả từ trên này xuống à. Xúc đi đường nào? Xúc đi cái này là xúc qua cái cửa sổ. Em xúc hân vào cái cửa sổ này hân vào. Em chắc là chuyện được chứ, nó phải. Em thầy xem như này được chưa? Xúc một tí nữa. Một tí đây nữa. Với phần trên kia kìa. Phần trên chỗ cái cây cái vầu ấy. Đấy xả từ đấy bạn thấp xuống một tí xong rồi chỗ này nữa là được rồi. Một mình em làm à? Một mình thôi. Một mình khác tự làm. Như chỗ này thì được rồi, nhưng chỗ chị coi đứng đây là được rồi. Chỗ có là đưa ra thì ở đây này không được. Ở đây phải sửa lại một tí. Với ở trên kia nữa nhá. Vâng. Anh Thành, em thấy cái chỗ bếp lò này này, em thấy là nó bị kiểu hẹp quá, thì có nên xả cả chỗ này nữa không anh? Có cần xả chỗ này không? Hay là kệ nó ở chỗ này?
nó không ảnh hưởng gì thì kệ. Thì thôi nhỉ, chỗ này thôi nhỉ. Đây xả xả chỗ này cho nó đỡ xả xuống rồi. Cho cái này xả. Xả vớt vát ở trên thôi. Đó là không đủ đi đầu cho chức năng kia. Xả đây đấy. Ừ. Trên đây là nó để đây nha. Này Thánh này, ví dụ như là em xả chỗ này cào mấy cái chỗ này này cũng nhiều đất lắm đấy Thánh ạ, chứ không phải là ít đất đâu. Thì đúng rồi, thì có thể là đổ vào trong này cũng được. Không, đất làm sao đây sợ bẩn được, không sợ bẩn. Đất thì mình chỉ đổ vào nền xong mà mình còn lát gạch nữa cơ mà, có phải là nền đất đâu. À, cô bác người, có lẽ là video ngày nay thì đến đây rồi. Hôm nay thì chúng em là tranh thủ lên thăm em Thánh một chút. Này, thôi giờ thì xin phép là kết thúc video ở tại đây thôi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các cô các bác ở những nội dung tiếp theo trên kênh Quả La Lin.